Kính thưa quý khán giả, những người sinh năm Dần là người chính trực và hợp lý. Nam mạng mạnh mẽ bên ngoài, mềm mỏng bên trong. Nữ mạng thì mềm mỏng bên ngoài và mạnh mẽ bên trong. Họ có tài tổ chức, sáng tạo và có tinh thần tiên phong. Họ nhiệt tình vì công ích. Vậy tuổi Dần sinh vào giờ nào tốt? Số phận tuổi Dần mỗi giờ sinh sẽ ra sao? Thì mời quý anh chị cùng theo dõi trong video này. Nếu mà sinh vào giờ Tý thì tuổi Dần sinh vào giờ Tý, tức là 23 giờ cho đến 1 giờ. Thì người tuổi Dần sinh vào nửa đêm thì cuộc đời sẽ có nhiều những cái rắc rối và gập ghềnh. Người tuổi Dần sinh vào giờ này sẽ có tham vọng cao nhưng phải cẩn thận với mọi thứ. Tuy nhiên thì nếu có chí mà không có tài thì mọi việc cũng không thể thành công. Lục thân cũng giúp đỡ không ít trong việc xây dựng sự nghiệp. Người tuổi Dần mà sinh vào giờ này phải mang theo cho mình tinh thần kiên trì, kiên cường chống lại nghịch cảnh, phải có các vọng thì mọi việc sẽ được thành hiện thực. Còn sinh vào giờ Sửu thì tuổi Dần sinh vào giờ Sửu từ 1 giờ cho đến 3 giờ, thì người tuổi Dần sinh vào lúc 1 giờ cho đến 3 giờ sáng thì là người có tâm thái tích cực, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ, không những có thể hóa giải được nhiều vận xui mà còn khiến cho mọi việc được trở nên suôn sẻ, cả đời không thiếu cơm ăn áo mặc. Những người tuổi Dần sinh vào giờ này thông minh, nhanh trí và có tính tình cởi mở, rộng rãi và thường ít khi nghĩ đến những việc không vừa ý. Còn những người tuổi Dần mà sinh vào giờ Dần từ 3 giờ cho đến 5 giờ thì sinh vào giờ bản mệnh, họ đều thông minh hơn người, học vấn uyên thâm, bình thường xuất chúng. Dù là người làm nghề và nghệ thuật hay khoa học đều giỏi giang. Người này số có vất vả từ khi còn nhỏ và vì không được gia đình trợ giúp, nhưng lớn lên lại tự tay xây dựng cơ đồ, sự nghiệp phát triển rực rỡ. Từ cái thợ ấu thơ mà có thể có nhiều cái vất vả, cái xa cách lục thân nên chỉ có thể là dựa vào cái nỗ lực của bản thân để phát triển sự nghiệp. Còn sinh vào giờ Mão thì tuổi Dần sinh vào giờ Mão từ 5 đến 7 giờ thì giờ Mão nhân duyên tốt đẹp, tỷ lệ nghịch với sự nghiệp. Những người tuổi Dần sinh vào lúc 5 giờ cho đến 7 giờ sáng sẽ có vận đào hoa, tính tình lãng mạn và họ không chịu được sự gò bó, có tình yêu sâu sắc, hiểu biết khổng hỉnh và dũng dĩnh, được mọi người quý mến. Nhưng thì những người tuổi Dần sinh vào giờ này cũng có một cái khuyết điểm, đó là không có chí tiến thủ, cũng như là ít người có chí làm ăn. Vì có vận đào hoa sát nên ngày đêm nghĩ ngợi chuyện tình trai gái. Còn sinh vào giờ Thìn thì tuổi Dần sinh vào giờ Thìn là từ 7 giờ cho đến 9 giờ, thì người này thông minh, giỏi giang, có ý chí kiên cường, không nề hà khó khăn. Người tuổi Dần sinh vào giờ từ lúc 7 đến 9 giờ sáng là người thông minh, nhạy bén, hiểu biết đầy đủ, khỏe mạnh, và họ lại ít bệnh tật, tuy gặp nhiều tai ương nhưng gặp dữ sẽ được khỏi lành. Người tuổi Dần sinh vào giờ này phải là người sống thực tế, phải xa về lập nghiệp thì mới an. Còn sinh vào giờ Tỵ thì tuổi Dần sinh vào giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ thì họ thường xuyên gặp xui xẻo và trải qua nhiều thăng trầm. Tình anh em thì lại không được sâu nặng, nhưng nặng tình nghĩa vợ chồng. Người tuổi Dần sinh vào giờ này nên đọc nhiều và học hỏi nhiều hơn. Kiến thức là sức mạnh để có thể tiếp xúc nhiều hơn với xã hội bằng cách là mở rộng tầm nhìn của mình ra. Còn sinh vào giờ Ngọ thì tuổi Dần sinh vào giờ Ngọ từ 11 giờ cho đến 13 giờ. Thì người tuổi Dần sinh vào giờ buổi trưa có số quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp. Họ là người kiên cường, tài năng. Tuổi Dần sinh vào giờ này rất là ngay thẳng. Ở nhà thì hết lòng hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương vợ chồng về mọi mặt. Không chỉ là người có tầm nhìn xa trong công việc, mà còn là người mẫu mực, người cha mẫu mực, người con mẫu mực trong gia đình. Còn sinh vào giờ Mùi thì tuổi Dần sinh vào giờ Mùi từ 13 giờ cho đến 15 giờ,
Thì người tuổi Dần sinh vào giờ Mùi là những người tương đối thông minh, họ tài giỏi và có năng lực trong sự nghiệp. Mọi việc tương đối suôn sẻ trong cuộc sống, thường được quý nhân phù trợ, cả đời thông thả, không lo cơm ăn áo mặc. Như vậy thì họ không có được sự trợ giúp của bố mẹ, cả đời phải tự lập tự chủ. Những tháng trầm này sẽ được khó giải vì có quý nhân phù trợ. Còn sinh vào giờ Thân thì tuổi Dần sinh vào giờ Thân từ 15 cho đến 17 giờ. Thì người tuổi Dần sinh vào lúc 3 đến 5 giờ chiều, do có dịch mã nên người tuổi Dần sinh vào giờ này phải xa nhà đi làm ăn. Họ thì tốt bụng, không có ý định xấu xa với những người khác nên tương đối gần gũi được với những người xung quanh. Tính của người này thì nói một là một, hai là hai, từ nhỏ đã là người trung thực, bởi vì người tuổi Dần sinh vào giờ này không ngại gian khổ, chăm chỉ nên nhận được sự đánh giá cao của rất là nhiều người. Khi mà áp lực trong công việc, điều đó sẽ làm cho tương lai của bạn thêm rực rỡ bởi sự chịu áp lực của tuổi Dần sinh giờ này rất là lớn. Còn sinh vào giờ Dậu, giờ Dậu tức là 17 giờ cho đến 19 giờ, thì mệnh của người tuổi Dần sinh vào giờ Dậu được phúc tinh chiếu rọi, thông minh giỏi giang, trí tuệ hơn người. Họ có quý nhân phù trợ nên mưu sự dễ thành, gặp ung khó cát, sự nghiệp phát triển được nhiều người kính trọng. Còn sinh vào giờ Tuất thì giờ Tuất là từ 19 giờ cho đến 21 giờ, được sao Hoa cái ứng mệnh. Người này tài năng xuất chúng, lập nên nghiệp lớn, làm rạng danh tổ tiên. Thời thơ ấu của người này khá là vất vả, không được nương tựa vào gia đình, tự mình gọi dựng sự nghiệp, vận thế hơn thật vượng khi bước vào trung vận. Những người tuổi Dần mà sinh vào giờ này thì Dần vượng vận lúc trung niên, cả sự nghiệp lẫn chính trị đều không bị cản trở. Nếu những người tuổi Dần vào thời điểm này có thể có những cái đóng góp lớn hơn cho xã hội và được người khác tôn trọng. Sinh vào giờ Hợi thì người tuổi Dần sinh vào giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thì vận khí mỏng manh, dù có tài năng, vinh hoa phú quý một cách, còn lại cuối cùng vẫn thất bại. Người tuổi Dần sinh vào những lúc 9 giờ đến 11 giờ thì cuộc đời vất vả khó khăn, làm việc gì cũng không thuận lợi. Mặc dù có tài nhưng ít có vị nhân giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà vươn lên. Tự thân lập nghiệp, thành công không dễ dàng, mãi cho đến trung vận thì mới có được vận thế ổn định, nhưng không được xài lâu, dễ thất bại, sức khỏe cũng tương đối kém. Người này nên điều chỉnh cách làm việc của mình để không chỉ có thể dựa vào năng lực của riêng mình mà còn cần mượn trí tuệ của người khác, năng lực đồng đội thì mới được thuận lợi bền lâu được. Quý anh chị thân mến, vừa rồi là quý anh chị theo dõi video về giờ sinh của người tuổi Dần. Nếu quý anh chị cảm thấy video này có ích thì hãy cho kênh xin một like, một lượt subscribe. Kính chúc quý anh chị một năm an khang thịnh vượng.